2 Tết Tân Sửu 2021. Mình xin chào quý vị và các bạn mọi miền đất nước nha. Thì hôm nay là ngày thứ hai của năm mới, thì rất là nhiều cái hân hoan đầu năm và những cái cảm xúc dâng trào cho chúng ta ở một cái năm mà con trâu, năm Sửu. Thì mình mong rằng là các bạn sẽ có những cái tiến triển tốt trong năm Sửu và những cái dự định sẽ thực hiện được, không có bị cản trở gì hết, thuận buồm xuôi gió. Và trước mặt các bạn đây đó là một chậu hoa vạn thọ rất là đẹp, báo hiệu cho mùa xuân đã về. Và chúng ta sẽ có những cái cảm xúc dâng trào theo những cái hoa này. Và camera lia một vòng qua chậu hoa, camera sẽ thấy hai cái món đồ. Wow, bất ngờ chưa? Đó, hai món đồ. Và mình giới thiệu các bạn luôn, hai món đồ này là hai món đồ, hai món ăn nha các bạn. Đó là hai món ăn tinh thần, hai món ăn không thể thiếu cho mọi người, mọi gia đình trên toàn thế giới mà Sony gửi gắm đến các bạn. Mình muốn nói đến hai con loa đỏ và con loa trắng. Mình đã tháo hai cái miếng này ra để cho các bạn xem cái nội thất bên trong loa. Đó. Và người ta muốn giới thiệu các bạn cái công nghệ trên đây để mình có thể mua về sử dụng. Thì các bạn thấy con loa bên đây á, Sony gọi đó là loa một đường tiếng, con loa đỏ này nè. Và cái mã loa đỏ là XB41 nha các bạn. Còn con loa trắng bên đây là con loa XB43, tức là con loa này là con loa kế thừa từ con loa này. Con loa này là con loa 41, còn con loa này là con loa 43. Tại sao không có con loa 42? Cái đó là Sony nó quyết định nó phát triển luôn, bỏ qua cái dòng đời 42, từ con này lên thẳng luôn con này. Và từ con này là con một đường tiếng, qua thẳng con này là con loa hai đường tiếng. Thế nào là một đường tiếng và thế nào là hai đường tiếng quý vị? Thì mình muốn chia sẻ với quý vị. Con loa một đường tiếng tức là nó chỉ có woofer thôi và cái sub thôi. Đây là hai cái woofer, hai woofer màng giấy, là hai cái bên trái bên phải nha các bạn. Và cầm một cái sub, tức là bass thụ động để tăng cường cái âm thanh bass cho nghe nó lực hơn các bạn. Một cái bass thụ động phía trước và một cái bass thụ động phía sau nữa. Bass thụ động phía sau này phải gỡ cái bao bằng giấy này ra thì các bạn mới thấy cái bass thụ động phía sau. Một đường tiếng có nghĩa là nó không có cái chép nha các bạn. Đó, một đường tiếng tức là chép dưới bass, chép dưới woofer này chung luôn, là đánh ra chung hết. Còn con loa hai đường tiếng tức là những cái hãng làm loa người ta sẽ tách bạch cái chép ra hai bên. Đây là chép nè, chép này là chép bằng bằng gọi là màng hợp kim. Và cái woofer nó để vô giữa, tách bạch cái chép ra khỏi woofer. Đây gọi là hai đường tiếng, tức là cái hai đường tiếng này á nó sẽ đánh nổi bật hơn cái phần âm thanh bổng nha các bạn. Âm bổng, âm chép nó sẽ đánh bật hơn và đánh tách bạch hơn, cũng như là lời ca sĩ với lại nhạc cụ á các bạn. Lời ca sĩ với nhạc cụ nó sẽ đánh nổi bật hơn. Nhưng mà nếu như một người mà chơi nhạc mà mới đây á, tức là mới chơi nhạc, thì chúng ta sẽ khó phân biệt được con loa nào là một đường tiếng, con loa nào là hai đường tiếng. Nếu như không cho các bạn xem phần nội thất, không cho các bạn xem phần nội thất thì các bạn sẽ khó phân biệt loa nào loa hai đường tiếng, loa nào loa một đường tiếng. Vậy những người mà chơi audio lâu năm đó các bạn, thì người ta nghe người ta mới cảm nhận được, à cái loa này nó đánh tắt bật hơn, đánh rõ ràng hơn, đánh rõ nét hơn con loa này. Tuy nhiên thì một người xài loa bình thường, một người dùng bình thường thì sẽ không thể nào phân biệt được các bạn ơi. Tại vì các bạn mở một bài nhạc với hai con loa này thì các bạn nghe tiếng nó gần như nhau các bạn, gần như nhau. Con loa này xuất sắc hơn, con loa này phải 9 điểm thì con loa này khoảng 8 điểm. Cho nên là một điểm chênh lệch đó các bạn sẽ khó làm phân biệt. Và mình muốn giới thiệu các bạn hai con loa đó, có thể các bạn lựa chọn.
Con lo này vẫn đang bày bán tại các kệ của các cửa hàng. Con lo này vẫn đang bày bán luôn, tức là vẫn bày bán song song hai con này. Con này giá đang bày bán là 4,5 triệu niêm yết Sony, nhưng mà các bạn có thể săn tìm với giá khoảng 3,8 triệu nha. Con lo này là 4,5 triệu giá niêm yết Sony, nhưng mà các bạn vẫn có thể mua tìm với giá 3,8 triệu, hàng chính hãng Sony. Con lo này niêm yết là 5 triệu, nhưng mà các bạn vẫn có thể mua được với giá khoảng 4,4 triệu tại các cửa hàng hoặc các cái trang mạng đó. Vậy thì mình mở ra cho các bạn xem luôn. À, nếu như á, giá tiền này mà các bạn mua những cái con loa tầm 4 đến 5 triệu thì các bạn nên xem qua, tham khảo qua con loa Sony. Tại vì thứ nhất nó có hai cái mà mình ưng nhất, đó là cái vấn đề về âm thanh. Thì Sony trứ danh với lại âm thanh, màn hình và một số đồ nghe nhìn. À, trong cái con loa này á, nó hỗ trợ cái âm thanh gọi là extra bass, tức là tăng cường độ bass, cũng như là làm cho các bạn có cảm giác như là nó lực hơn. Mình mở trước mặt rất là nhiều người, các bạn thấy rằng là con loa nhỏ xíu vậy thôi, rất là nhỏ thôi, nhỏ như nè, các bạn đánh bass rất là ghê, đánh ghê lắm, đánh từ đây các bạn ngồi có khoảng cách 30m, 40m các bạn vẫn cảm nhận được cái độ đánh lực của nó. Con loa mini pin sạc mà đánh rất là lực các bạn. Đó, loa như vậy thôi, nhỏ thôi, con 1,5 kg thôi. Đó là cái phần âm thanh, cái phần mà mình ấn tượng nhất. Cái phần thứ hai là cái phần pin. Thì các bạn thấy là con loa này đã coi như là 4 năm rồi, mà pin của nó là coi như là rất tốt luôn các bạn. Các bạn có thể xài liên tục khoảng 5 tiếng đồng hồ. Còn nếu các bạn xài ngắt quãng, các bạn có thể xài được 1 tuần. Cái con loa như thế này. Và những cái công nghệ hỗ trợ nhỏ nhỏ nữa, như là sạc pin ngược các bạn. Sạc pin ngược lại, tức là nó có cổng USB để khi nào điện thoại các bạn hết pin đó, các bạn có thể dùng cái cổng USB này để sạc ngược lại cho các thiết bị di động, máy tính bảng. Ở đây có công nghệ kết nối hai loa, làm loa trái loa phải. Ở đây có công nghệ kết nối 100 loa, là một buổi party nhỏ nhỏ trước sân nè. Ở đây có công nghệ là đèn, tức là các bạn có thể mở đèn lên. Mình mở đèn cho các bạn xem nha. Đó, bạn thấy đèn, dàn đèn ở ngoài này khá là sáng. Mình muốn giới thiệu các bạn ở ngoài trời sáng để các bạn cảm nhận được cái độ chi tiết của cái loa. Còn cái dàn đèn thì các bạn cảm nhận ở phía trong nhà thì các bạn sẽ thấy cái dàn đèn nó đẹp tuyệt vời. Đó là cái dàn đèn của con này, dàn đèn chạy dài dọc xung quanh hình bo tròn này. Và cái dàn đèn trong woofer nó có để đèn ngay đây chỗ này. Mình lấy tay mình che là nó mất đèn. Nó làm một cái đường đèn. Ok. Còn cái con loa này nó cũng có đèn. Nó cũng có đèn, nhưng mà nó không làm dàn đèn chạy dài giống con loa kia, mà nó làm đèn hai vòng. Cái tiếng báo hiệu the battery fully charged có nghĩa là pin đã được sạc đầy các bạn. Nó báo bằng tiếng Anh nha các bạn. Các bạn nghe vài lần các bạn sẽ hiểu cái nó có một cái trợ lý trong đây nè, nó nói tiếng Anh. The battery is fully charged có nghĩa là pin đã được sạc đầy các bạn. Còn mình xài nó giật pin xuống đó, thì nó sẽ báo phần trăm pin, ví dụ như báo 70% pin thì nó báo là the 7 charged gì đó. Tức là mình biết được có số 7 là số mấy, số 5 là nó báo là 50% là 50%, có nghĩa là còn 50%. Đó. Các bạn thấy không? Con loa này, con loa kia thì nó ná nhau các bạn, tại vì nó là anh em. Ở trong đây nó cũng có công nghệ sạc ngược lại. Có một cổng 3.5 để các bạn xuất ra những cái loa hoặc là thiết bị khác. Ở đây có đặc biệt là con loa này nó nâng cấp từ con loa kia, cho nên là nó có cổng sạc Type-C, sạc nhanh. Còn con loa kia là sạc micro USB, vẫn là sạc thường. Và tất nhiên ba nút này vẫn giống ba nút kia, là trái phải kết nối 100 loa với lại đèn các bạn. Các bạn nhìn thấy không, cái loa này nó làm chất liệu nhựa cũng khác hẳn với những cái loa, con loa rẻ tiền vài trăm ngàn ở ngoài thị trường. Nhựa này là nhựa IPS cứng các bạn, nhựa nhựa chịu lực. Và các bạn thấy những cái độ chi tiết trên đây,
nó làm coi như là bằng gập khuôn các bạn, khuôn nó đổ. Mình ấn tượng với cái Sony đã đầu tư rất là bài bản. Những cái phần nhựa trong suốt ở đây nè, bạn thấy nó cũng rất là chất lượng. Các bạn mua những cái con loa này các bạn sẽ không phải hối hận. Và thời gian xài con loa này theo mình á, nếu các bạn xài kỹ kỹ, bạn xài có thể lên tới 20 năm. Khi nào pin nó chai các bạn đi thay pin. Thì thay pin đâu đó khoảng tầm 800 đến 1 triệu. Mà các bạn có thể xài được đâu đó 10 năm pin. Thì mình nghĩ cái giá này là nên cân nhắc lựa chọn các bạn. Còn phần âm thanh thì mình không thể test các bạn được, tại vì có rất là nhiều anh em đã test trên YouTube rồi, các bạn muốn test âm thanh thì tốt nhất các bạn nên ghé những cái cửa hàng mà bán loa này nè, các bạn test trực tiếp luôn như mình. Tại vì các bạn test qua YouTube các bạn sẽ không cảm nhận được cái phần âm thanh của nó đâu. Tại vì những cái bài nhạc trên YouTube thì nó đã nén ở chất lượng thấp rồi, mà các bạn phát nghe qua YouTube, qua mạng xã hội thì các bạn sẽ không có cảm nhận được. Ok, rồi mình năm mới mình hướng dẫn các bạn hai cái loa này và giá tiền của hai loa này thôi. Ở đây các bạn sẽ lựa chọn nha. Ok, mình chúc các bạn có những lựa chọn thật là ưng ý và một năm Tân Sửu thuận lợi, làm ăn phát tài. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.